Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Sau tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ động bám sát nghị quyết chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh của Trung ương, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tham gia góp ý hai dự thảo dự án luật, 70 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình đề án của các sở, ban ngành gửi lấy ý kiến, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trực tuyến về lĩnh vực ngành y tế, hơn 80 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 4.200 cử tri tham dự, trên 1.100 lượt ý kiến phát biểu, 3 hội nghị phản biện đối với nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, triển khai tổ chức thực hiện đề án số 07 của tỉnh ủy và đề án số 10 về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh giai đoạn năm 2021-2025 đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, tiếp nhận 1 tỷ 170 triệu đồng từ nguồn tiền vận động. Toàn tỉnh tặng gần 30.600 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, trị giá trên 165 triệu đồng. Từ quỹ cứu trợ của tỉnh, phân bổ 100 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ 5 triệu đồng cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo tại trường tiểu học Đề Thám, thành phố, 15 triệu đồng cho hộ gia đình có 3 người tử vong do bị thảm sát tại xóm Nà Mẩn, xã Lê Trung, Hòa An, 55 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại do cháy nhà. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức phát động tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo, huy động được trên 30 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên ủy ban, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024, thông qua sửa đổi bổ sung một số điều quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương ghi nhận những đóng góp, nỗ lực, kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ 19. Thường xuyên nắm tình hình nhân dân, đời sống, tâm tư, nguyện vọng, bức xúc nội bộ của nhân dân, từ đó có những đề xuất kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết, tạo sự đồng thuận xã hội, triển khai tích cực đề án số 10 về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh giai đoạn năm 2021-2025, đẩy mạnh việc thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, vận động các nguồn vận động, hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội, chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, tham gia nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tuyên truyền vận động, kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, triển khai các giải pháp đẩy lùi, ngăn chặn hoạt động pháp luân công và các hoạt động trái pháp luật khác lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đi ngược lại chủ trương của Đảng, Nhà nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc, tăng cường các hoạt động giám sát phản biện, nhất là dịch vụ công, góp phần cải thiện chỉ số phục vụ người dân, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Chiều ngày 25 tháng 7, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, Ban Chỉ đạo 389, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình cung cầu giá cả hàng hóa, lượng hàng hóa trao đổi trên thị trường ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trị giá 330 triệu USD. Số thu ngân sách do cơ quan hải quan thu tại các cửa khẩu lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu đạt 1.608 tỷ đồng. Hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không hình thành đường dây buôn lậu lớn. Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới diễn biến phức tạp, hoạt động mua bán lẻ, sử dụng trái phép ma túy xảy ra ở một số địa bàn. Hoạt động gian lận thương mại, tình trạng bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, gian lận về đo lường chất lượng hàng hóa, vi phạm về kê khai giá, niêm yết giá vẫn còn diễn ra. Các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 178 vụ vi phạm về gian lận thương mại, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Bắt giữ 19.950 bộ kit test COVID-19, 61,5 kg pháo nổ, tiến hành kiểm tra phát hiện 235 trên 231 đối tượng vi phạm, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền xử lý vi phạm nộp ngân sách nhà nước trên 3,5 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 Nguyễn Bích Ngọc nhấn mạnh, nhiệm vụ những tháng cuối năm, các đơn vị địa phương cần bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung thực hiện nghị quyết số 41 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, cũng như kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Tuyên truyền các cơ chế chính sách đối với người dân và doanh nghiệp, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức nhân dân trong việc tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp xuất hiện các biến chủng mới. Vào thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu các hoạt động kinh tế, lưu thông hàng hóa gia tăng. Do đó, các lực lượng cần có kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng chức năng địa phương, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ công chức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có dấu hiệu tiếp tay cho buôn lậu. Nhân dịp này, hai tập thể, ba cá nhân đã được Ban chỉ đạo 389 quốc gia tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chiều ngày 25 tháng 7, đoàn công tác, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tại huyện Hòa An. Đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Mã Thị Nòn tại xóm Nà Tú, xã Ngũ Lão. Tặng quà cho hai gia đình thân nhân liệt sĩ là Trần Thị Huệ, con liệt sĩ, và Ma Thị Dung, vợ liệt sĩ tại xã Hồng Việt. Thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gia tại xóm Tân Cương, xã Dân Chủ, và cựu chiến binh Hoàng Đình Thuyết, nhiễm chất độc hóa học 81% tại xóm Bắc Bó, xã Dân Chủ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cống hiến của các thương bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mong muốn các thương bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, giúp sức cho quê hương ngày càng phát triển. Đoàn công tác đã ủy quyền cho huyện Hòa An tặng quà cho 24 hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn huyện. Chiều ngày 25 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có các đồng chí ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức hàng trăm đợt vận động tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 3 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động ủng hộ 10,593 tỷ đồng vào quỹ xây dựng nông thôn mới, hiến gần 310.000 m2 đất, huy động trên 102.000 lượt ngày công lao động làm các công trình phúc lợi. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 17 trên 139 xã đạt 19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới, đã vận động trên 65 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo, đã hỗ trợ xây dựng gần 2.150 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo,
tặng trên 39.100 suất quà cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất trên 2.400 lượt hộ nghèo và hỗ trợ 1.300 bệnh nhân nghèo, trên 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Phối hợp tổ chức 54 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội với 4.320 cử tri tham dự. Tổ chức 37 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân trên địa bàn về các vấn đề công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của tỉnh, trung ương, nâng cao chất lượng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế. Tập trung nguồn quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, đẩy mạnh việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Sáng ngày 25 tháng 7, Đảng bộ Cục Thuế tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sau tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Cục Thuế đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên quần chúng trong đơn vị, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn ngành thuế, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác chuyên môn. Theo đó, tổng thu do ngành thuế quản lý đạt 559,7 tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, bằng 88,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đảng ủy Cục Thuế đã tiến hành các kỳ họp và ban hành 100 văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về tăng cường công tác quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, nguồn thu, sắc thuế, khai thác tốt các nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các nguồn thu mới, nguồn thu từ lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu. 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Cục Thuế tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả năm là 1.788 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 24 tháng 7 đến 17 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 95.746 trường hợp, trong đó có 95.193 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 7 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 2 trường hợp, huyện Quảng Hòa 5 trường hợp, các huyện còn lại không ghi nhận ca mắc mới, có 2 trường hợp đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 50 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly, điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, 4 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 95.632 trường hợp. Đến nay, tổng số tử vong do COVID-19 là 59 trường hợp. Toàn tỉnh lấy 565.195 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, tổng cộng test nhanh là 412.297 mẫu. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 896 ca COVID-19, tăng 152 ca so với ngày trước đó. Hôm nay, số bệnh nhân khỏi gấp 8 lần số ca mới, tiếp tục không có F0 tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.768.844 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.636 ca nhiễm.
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.692 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.866.968 ca, số bệnh nhân đang thở oxy là 29 ca. Đến nay, cả nước có 300.706 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 242.808.103 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.373.183 liều. Mũi 1 là 71.317.539 liều. Mũi 2 là 70.349.750 liều. Mũi 3, vaccine Abdala là 1.515.150 liều, mũi bổ sung là 12.534.521 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 47.598.516 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 8.057.707 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 20.135.950 liều, mũi 1 là 9.034.976 liều, mũi 2 là 8.681.920 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 2.419.054 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 11.298.970 liều. Mũi 1 là 7.537.967 liều. Mũi 2 là 3.761.003 liều. Theo Bộ Y tế, hai biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron đã được ghi nhận trong nước. Do đó, cần đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo thần tốc, quyết liệt, an toàn, hiệu quả, khoa học. Tiếp tục tăng cường truyền thông, vận động khuyến khích người dân tiêm chủng mũi 3, mũi 4 kịp thời và đầy đủ. Tiếp tục chương trình tri ân người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các sở ngành, các huyện, thành phố đã thành lập các đoàn công tác thăm và tặng quà trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố, đoàn công tác của Cục Hải quan đã đến thăm tặng quà gia đình ông Lương Văn An, người nhiễm chất độc hóa học 35% tổ 1. Bà Nông Thị Thì, vợ liệt sĩ, hiện đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Bệnh binh 65% Hoàng Văn Tâm, tổ 7, gia đình ông Lý Văn Cường, bà Triệu Thị Hiền, con liệt sĩ tại tổ dân phố 10, tổ dân phố 11. Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, mong muốn các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Tại huyện Hạ Lang, Ban Chỉ huy quân sự huyện tặng một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho thương binh Hoàng Xuân My, xóm Bản Trao, xã An Lạc, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Tặng quà cho một bệnh binh, hai thương binh, một vợ liệt sĩ và 10 suất quà cho các đồng chí thân nhân thương binh, bệnh binh, người thờ cúng liệt sĩ hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Hạ Lang, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng. Lãnh đạo huyện Thạch An đã đến thăm và tặng quà thương binh gia đình chính sách trên địa bàn xã Lê Lợi và Đức Xuân. Đoàn đã đến thăm và tặng quà thương binh Triệu Ngọc Hiến, sinh năm 1944, thôn Nà Tậu, xã Lê Lợi, là thương binh tỷ lệ thương tật 44%. Thương binh Nguyễn Văn Bích, thôn Nà Pá, xã Đức Xuân, bệnh binh Mã Ngọc Thanh, thôn Tục Ngã, xã Đức Xuân, bà Bế Thị Nhắc, vợ liệt sĩ tại thôn Nà Tục và ba gia đình thờ cúng liệt sĩ tại xã Đức Xuân. Theo đó, huyện Thạch An đã tổ chức 7 đoàn đến thăm và tặng 100 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc đã tổ chức gặp mặt các thương binh, bệnh binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời Ngày Thương binh Liệt sĩ, những trang sử vẻ vang và công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc đã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đến nay, huyện đã vận động đóng góp 1,31 tỷ đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ 37 gia đình làm nhà ở với số tiền hơn 540 triệu đồng.
Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đã tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tưởng nhớ và tri ân đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979 tại xóm Hồng Định 3, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, xóm Lạc Diển, xã Hồng Định cũ, cựu chiến binh trung đoàn 567, anh Hùng đã khởi công xây dựng công trình ghi công các liệt sĩ. Tại đây, cách đây 42 năm, 20 chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Phần mộ của các anh hùng liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang hoặc đã được gia đình đón về an táng tại quê hương các tỉnh phía Bắc. Dự kiến công trình sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 600 m², kinh phí do cựu chiến binh trung đoàn 567 vận động tài trợ. Trong buổi lễ khởi công, Ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 567 đã nhận được trên 41 triệu đồng do tập thể và cá nhân y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai và một số cá nhân cựu chiến binh tỉnh Yên Bái trao tặng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2023. Năm 2021, cựu chiến binh trung đoàn 567 cũng đã vận động đóng góp xây dựng công trình ghi công liệt sĩ tại hang Canh Riềng, thị trấn Quảng Uyên. Công trình xây dựng trị giá trên 600 triệu đồng, kinh phí sử dụng từ nguồn hỗ trợ của đồng đội và xã hội hóa. Tại huyện Bảo Lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nông Văn Bảo, cư trú tại khu 3, thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm. Gia đình ông Nông Văn Bảo thuộc diện đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Công trình được khởi công từ tháng 3 năm 2022. Ngôi nhà có diện tích 151 m² và bếp công trình vệ sinh khép kín. Tổng kinh phí xây dựng là 550 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng trích quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ 80 triệu đồng, huyện Bảo Lâm hỗ trợ 20 triệu đồng, số kinh phí còn lại do gia đình và địa phương vận động quyên góp. Theo đó, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên đóng góp hàng trăm ngày công lao động, công trình hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm tặng cho gia đình nhiều phần quà, giúp gia đình ông Nông Văn Bảo giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tu sửa hoàn thành nhà bia ghi tên tưởng niệm các liệt sĩ của đơn vị. Đây là công trình ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của 18 liệt sĩ đồn biên phòng Hùng Quốc, nay là đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau gần một tháng nỗ lực thi công, công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với kinh phí trên 100 triệu đồng, bao gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ và kinh phí đóng góp của toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị và một số nhà hảo tâm trên địa bàn. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Sở Y tế vừa tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách huyện Trùng Khánh. Trong chương trình, người dân được các y bác sĩ khám tổng quát về sức khỏe. Những trường hợp bệnh nặng được tư vấn hướng dẫn đến cơ sở y tế để khám và điều trị, đồng thời tư vấn cách vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh, phòng tránh các bệnh phổ biến thường gặp của người cao tuổi, trẻ em. Kết thúc, đoàn đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 328 người với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng, tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình thương binh, liệt sĩ với tổng trị giá 12 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều phụ huynh đã mua sắm sách vở cho con em mình, ghi nhận tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Cao Bằng. Vào những ngày cuối tuần, lượng khách đến mua sách vở, đồ dùng học tập cho con rất đông. Các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, vở học sinh và dụng cụ học tập đã được bày bán đầy đủ với mẫu mã mới và bắt mắt. Các loại sách được niêm yết đầy đủ bảng giá, sắp xếp theo từng khu vực, tư vấn rõ ràng để thuận tiện cho phụ huynh, học sinh mua sắm. Mặc dù đi mua sách khá sớm, song chị Đỗ Lan Anh ở tổ 7 phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng nhận thấy, những năm gần đây chất lượng sách, vở cho học sinh rất tốt, kiểu dáng đa dạng, màu sắc rất bắt mắt. Ngoài sách giáo khoa, vở viết, thì đồ dùng học tập, cặp sách cũng rất đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Tôi hay mua đồ dùng với lại sách vở cho con ấy. Từ nhỏ là tôi hay ra đây để sắm cho các con. Vì ở đây có rất nhiều loại sách và những cái đồ dùng học tập cũng như các cái
phụ kiện hàng ngày mà các con dùng ấy, thì là mua sắm ở đây rất là tiện lợi. Phụ huynh ấy, tin tưởng vào đến đây để mua sắm rất là tiện lợi, và có rất nhiều loại sách phong phú để cho mọi người chọn lựa. Là đơn vị hàng năm cung ứng sách giáo khoa cho các địa phương trong tỉnh ngay từ những tháng đầu năm, Công ty Cổ phần và Thiết bị Trường học Cao Bằng căn cứ theo kế hoạch của Sở Giáo dục và các đơn vị trường học để chủ động nhập sách giáo khoa, sách bổ trợ từ lớp 1 đến lớp 12. Từ đầu năm đến nay, công ty đã nhập hơn 2 triệu bản sách, sản phẩm thiết bị văn phòng phẩm các loại, trong đó có 459.000 bản sách bổ trợ, 1 triệu bản sách giáo khoa, 217.000 bản sách tự chọn, sách tham khảo, 419.910 sản phẩm giấy vở, văn phòng phẩm các loại đạt 95% khối lượng so với kế hoạch đầu năm và 125% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã tăng cường nhập trước từ tháng 6, theo kế hoạch hơn 70% khối lượng sách, văn phòng phẩm các loại cho năm học mới, phân bổ tại 11 đại lý trực thuộc 9 huyện. Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đã chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo. Sách được chọn là những bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo, bình minh của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và nhà xuất bản Đại học Vinh, bảo đảm đúng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Ngoài các môn bắt buộc, học sinh lớp 10 bậc trung học phổ thông sẽ học theo chương trình phân môn, tự chọn. Ngoài các loại sách giáo khoa, nhiều đầu sách tham khảo, sách tự chọn, sách giáo khoa nâng cao cũng được đông đảo học sinh, phụ huynh lựa chọn. So với mọi năm, giá bán các loại sách giáo khoa tái bản vẫn giữ nguyên, riêng các sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có điều chỉnh tăng so với cùng kỳ. Đến thời điểm hiện tại thì gần tất cả các lượng sách theo kế hoạch ban đầu bên công ty đã nhập về kho và đến trên đến 95%, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho thực tế so với số lượng học sinh của trong tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các đại lý ở trong các huyện đã ra lấy sách và đã được bày bán ở trung tâm huyện. Một năm học mới đang đến gần, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Cao Bằng đã tăng cường nhân lực và phương tiện vận chuyển, kiểm tra các bản sách về chất lượng, số lượng trước khi đưa về các trường học trong dịp hè, đảm bảo đủ sách vở và đồ dùng học tập cho năm học mới. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động huyện Hạ Lang vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn huyện Hạ Lang chú trọng quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tổ chức thăm động viên đoàn viên công đoàn bị mắc COVID-19 với số tiền trên 90 triệu đồng, tổ chức các hoạt động Tết sum vầy năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng quà cho các đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 32 triệu đồng, hỗ trợ 60 triệu đồng cho hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, mái ấm công đoàn, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội vay vốn 60 tỷ đồng để mua, thuê, xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Hạ Lang tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống và thăm hỏi đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhân dịp này, một tập thể và 4 cá nhân được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021. Tại hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Trùng Khánh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Từ đầu năm đến nay, hoạt động của các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Trùng Khánh có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào công nhân viên chức lao động. Đã thành lập mới được một công đoàn cơ sở với 35 đoàn viên, trên 600 đoàn viên công nhân viên chức lao động được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đã có 17 sáng kiến được cập nhật lên hệ thống. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực phong trào thi đua công đoàn.
Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 mở rộng, đánh giá kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn huyện Bảo Lâm đã thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, triển khai đầy đủ các quy định mới của pháp luật liên quan đến người lao động, nhất là chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Số đoàn viên người lao động được hỗ trợ là 1.076 đoàn viên, số tiền 211 triệu đồng. Tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, giai đoạn 1. Kết quả có 85 trên 47 bằng 180,9% sáng kiến được cập nhật lên chương trình. Công đoàn viên chức tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ 14 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp đảng. Tại hội nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng vừa tiếp nhận 68 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc do Đại đội Quản lý biên giới huyện Đại Tân, Quảng Tây Trung Quốc trao trả. Trong số 68 công dân xuất nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Trung Quốc, trong đó có 25 nữ, 43 nam. Sau khi rà soát đối chiếu số công dân trên, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hai đối tượng: Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1984, trú tại Hợp Tiến, huyện Nam Sách, bị cơ quan cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã từ tháng 11 năm 2011 vì tội danh môi giới mại dâm. Đối tượng Lục Văn Thuận, sinh năm 1994, tại xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, bị cơ quan an ninh điều tra phát lệnh truy nã từ tháng 3 năm 2021 về tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.